Chào các bạn nhé, đây là cái lô mới nhất của bên mình mới về đây. Dòng Sinowa cũng như là dòng Denso. Đều dòng này đều là công suất 2006 hết anh em nhé. Đấy, đây cái lô bên mình mới về đây. Hàng rất là nhiều luôn để phục vụ anh em các bạn này. Đấy, máy còn tương đối là đẹp này. Đấy. Rồi đây là một số cái con to của bên mình đây. Đấy, Zanma 250 này. Đây. Một số các con công suất lớn này. Đấy, dòng ba pha anh em nhé. Đấy. Thì anh em các bạn có nhu cầu về dòng nào thì liên hệ này. Đấy. Đây. Sinowa này. Dòng này dòng ba pha hết anh em nhé. Đây. Zanma 250VS này. Đây, thông số kỹ thuật của nó đây, anh em các bạn này. Đây. Thì anh em các bạn có nhu cầu thì có thể liên hệ để bên mình tư vấn cho anh chị em về cái dòng sản phẩm máy phát này nhá. Đấy, dòng Sinowa này. Rồi dòng Denso này. Đấy, anh em các bạn có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp để bên em tư vấn đấy.